Xin kính chào hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta vui mừng biết ơn Chúa, bởi cớ là Chúa cho chúng ta còn sống động, chúng ta có thời giờ để thờ phượng Chúa. Tôi nghĩ rằng không có gì phước hạnh hơn khi mà chúng ta được ngồi ở trong nhà của Chúa và được thờ phượng Ngài, được nghe lời của Đức Chúa Trời, và nhất là được nhận phước từ nơi Chúa nữa. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa. Lời của Chúa với cái chủ đề là giữ lấy miệng lưỡi thì giữ được linh hồn. Kính thưa quý hội thánh, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, thì 80% cái hoạt động của con người ta đó là gì ạ? Đó là nói. Hầu như là người còn sống thì còn nói được. Thậm chí rằng là nếu mà chúng ta không có nói được nữa đó, có nghĩa rằng là đó là cái dấu hiệu mà cho biết là chúng ta cũng sắp sửa là qua đời rồi đó. Những người mà sắp chết đi đó, họ cũng còn cố gắng họ nói được vài tiếng. Đó là lời trăn trối. Do đó cái hoạt động về lời nói đó là chiếm đa số cái thời gian của mỗi người. Và chính vì cái điều đó đó, cái hoạt động của cái miệng, cái lưỡi của chúng ta để nói ra những cái lời mà người khác nghe đó, thì sao? Thì rất là quan trọng đến cuộc đời của chúng ta. Và chính vì điều đó mà lời của Chúa chỉ cho chúng ta rằng là hãy cầm giữ môi miệng của mình, hãy coi chừng cái miệng, cái lưỡi của mình để có những cái điều tốt đẹp đến cho cuộc đời của mình, chứ không phải là những điều đau buồn, những điều xấu, những điều tai họa. Không phải chỉ cho mình không mà cho người khác nữa. Ai thì cũng muốn là điều tốt đến cho mình và đến cho người khác. Do đó lời của Chúa nhấn mạnh đến cái việc là chúng ta sẽ sử dụng cái miệng lưỡi của chúng ta như thế nào để đem lại phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta và đem lại phước hạnh cho người khác. Không ai xa hết thưa quý vị. Người khác đó là ai? Người khác đó là con, là cái, là cha, là mẹ, là anh, là chị, là những người thân thuộc, những người gần gũi với chúng ta đó. Do đó cẩn trọng với lời nói. Nhưng mà cẩn trọng như thế nào đây? Bởi vì chúng ta muốn hay không muốn gì thì lời nói cũng nói ra. Phải không ạ? Có khi đôi lúc chúng ta không có giữ được, chúng ta cứ tự nhiên vậy là thốt lời ra. Mà lời nói thì sao? Nói ra rồi thì không có thu lại được. Nếu mà chúng ta bỏ một cái gì ra thì chúng ta còn lụm lại được, chúng ta thu hồi được. Nhưng mà lời nói ra khỏi miệng rồi thì không có thu hồi lại được. Nó khó chỗ đó đó. Và chính vì đó nó là một điều rất là quan trọng. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên thứ 19 câu thứ 14, ông David ông nói như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá của tôi, là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Làm sao đó để lời nói của mình rồi cái sự suy nghĩ của mình nói ra thì đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và cái này thì dễ hay khó thưa quý vị? Khó. Làm đẹp lòng Chúa khó lắm, bởi vì lời nói có nói ra rồi đâu có lấy lại được. Do đó phải tính toán, phải suy nghĩ. Chính vì điều đó mà Chúa Ngài biết là chúng ta khó có thể làm đẹp ý Chúa qua lời nói của mình, thì Chúa chỉ cho chúng ta thấy cái sự quan trọng. Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 21 câu 23, lời Chúa chỉ cho chúng ta rằng ai giữ lấy miệng và lưỡi của mình thì giữ được linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình thì giữ được linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Châm Ngôn đoạn 21 câu 23. Rất là quan trọng thưa quý vị. Giữ được miệng lưỡi của mình, nó đừng có nói lung tung, đừng có nói tầm bậy, đừng có nói điều tai hại, thì sao? Linh hồn của mình là không có gặp hoạn nạn, không gặp hoạn nạn. Tức là không có gặp điều xấu, chỉ gặp điều tốt thôi, gặp điều may mắn thôi, gặp điều tốt lành thôi. Và bây giờ đây thực sự là chúng ta đi vào cái sự suy gẫm, chủ yếu là ứng dụng trên đời sống của mình. Thi Thiên thứ 19 câu 14 lúc nãy chúng ta vừa đọc đó. Vua David, ông có nói lên rằng ông cầu xin Chúa cho cái lời nói của miệng ông. Ông có thề nguyện rằng là dù cho lời nói của ông có nói ra như thế nào đi nữa thì sao? Thì phải được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông biết rằng con người ta thì khó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, do đó ông cầu nguyện. Nó có chữ là nguyện lời nói của tôi, miệng tôi. Mà điều này nó cũng mang ý nghĩa rằng là ông hứa nguyện với Chúa rằng là dù như thế nào đi nữa thì lời nói của ông ấy cũng sao làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
nhờ vào lời của Chúa, nhờ vào sự ban phước của Chúa, rồi nhờ cái quyết tâm của ông là ông giữ lấy cái lời hứa nguyện rằng là làm sao đi nữa thì ông cũng nói lời đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và điều này thì Chúa cũng muốn chúng ta làm giống như vậy. Trước khi mà chúng ta nói thì chúng ta suy nghĩ, phải không ạ? Do đó ông David, ông nói tới là sự suy gẫm của lòng tôi. Dân gian có nói cái câu đó là uống lưỡi 7 lần trước khi thì nói, phải không ạ? Đó là cái kinh nghiệm. Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là gì? Dành ra, mình nói một câu là một phút thì mình dành ra 7 phút để mình suy nghĩ về cái câu mình sắp sửa nói ra, gấp 7 lần như vậy đó, để có cái lời nói được chín chắn. Nhưng mà con người ta thì nó bị ảnh hưởng đến một điều nữa. Cái gì mà nó chất chứa trong lòng lâu ngày mà nó đầy đó, thì tự nó trào ra thôi. Kinh Thánh nói trong lòng đầy dẫy thì miệng nói ra. Ở trong lòng mà có đầy dẫy những sự đau đớn, những sự căm ghét, những sự ganh tị, những sự oán hờn, những sự cay đắng gì đó thì nó nói ra lời cay đắng thôi. Mặc dù là chúng ta cũng uống lưỡi 7 lần nữa, hoặc thậm chí là 70 lần nữa, nhưng mà ở trong lòng mình đã đầy tràn những cái điều cay đắng, những cái điều buồn tủi, những cái điều ganh ghét, những điều ganh tị, những cái điều mà so đo cầu kỳ gì đó, tự nó trào ra thôi chứ khỏi cần phải suy nghĩ. Đó là cái điểm yếu của con người, ai cũng vướng phải điều đó thôi. Chính vì điều đó mà ông vua David cầu xin Chúa giúp cho ông ngay ở trong tấm lòng, ngay ở trong tấm lòng, để đầy dẫy những điều tốt, điều đẹp lòng ý trời. Chúa muốn thì chúng ta nói cái gì đây? Xin thưa quý vị, chúng ta sẽ, ai cũng đều nghĩ tới, tôi sẽ nói những điều tốt lành, tôi sẽ nói những điều ngay thẳng, tôi sẽ nói những điều chân thật. Những điều mà chúng ta nghĩ đến chúng ta phải nói, rất là đúng, không có gì sai hết. Nhưng mà giờ chúng ta xem ở trong Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta nói cái gì đây? Ở trong Châm Ngôn đoạn 8, câu 6 đến câu 8, lời Chúa nói là, hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành, ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng, vì miệng ta sẽ nói chân thật, còn môi ta ghét sự gian ác. Các lời miệng ta đều xứng hiệp sự công bình, trong đó chẳng có điều chi công vậy hoặc gian tà. Đây cũng là lời khôn ngoan đây. Đây là cũng là lời mà Đức Chúa Trời phán cho ông Salomon, ông viết ra để dạy dỗ con cái của Chúa đây. Nói gì? Nói điều tốt lành. Hãy nói một điều lành đi, hãy nói một điều tốt đi cho người nghe đó, họ cũng được gây dựng, họ được khích lệ. Đừng có khi mà chúng ta nói ra một điều làm cho họ nản chí, họ đi ra cầu Bình Lợi, họ nhảy xuống sông luôn. Họ buồn quá, đang thất vọng đây mà nghe một câu nói còn chán thêm nữa, thì còn sống gì ở trên cuộc đời này nữa. Điều đó không phải là điều tốt lành. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta nói một cái điều tốt lành, đó là gì? Đem lại cái sự hy vọng cho người khác. Điều tốt lành, nhưng mà nó có loại nhiều điều, nhiều loại tốt lành, nhưng mà ở trong đó có sự ngay thẳng không? Hay là tốt lành trong đó có sự móc méo nữa? Cái đau lòng nhất là nghe những người khác nói một câu nhưng mà trong đó đủ thứ cái gai nhọn, đủ thứ lưỡi câu ở trong đó hết. Và sau khi người ta nghe xong, người ta thấy đau nhói ở trong lòng, tức tối về ngủ không được buổi tối. Thà ra đánh cái thì còn đỡ đau hơn là tức quá về ăn không được, ngủ không được. Có phải vậy không ạ? Do đó, lời Chúa chỉ chúng ta là hãy nói một cách ngay thẳng, đừng có nói móc méo, đừng có đâm đầu này xéo đầu kia. Điều đó nó nói lên là gì? Nói sự chân thật. Cái người ta đi câu đó, chúng ta thấy đi câu thì gồm có cái gì? Có cần câu phải không ạ? Có cái dây câu, có lưỡi câu, có cục mồi. Nhưng mà có ai thấy được cái lưỡi câu không? Không, cục mồi nó bao quanh cái lưỡi câu. Đừng có bao giờ mà nói rằng là mình nói ngay thẳng, mình nói tốt ha, nhưng mà lại ẩn chứa ở trong đó là có cái lưỡi câu. Phải là chân thật, lưỡi câu là lưỡi câu, mồi là mồi ha. Chứ đừng có dùng mồi mà để che cái lưỡi câu. Không phải chỉ có những điều mà chúng ta nói, chúng ta làm, nhưng mà còn một cái thái độ nữa. Lời Chúa chỉ chúng ta là ghét cái sự gian ác. Thấy có những người làm ác, có những người nói chuyện ác, có những người có cái thái độ ác. Thái độ ác là như thế nào? Thấy chết mà không cứu, đó là ác.
Đó là cái thái độ. Nhưng mà Chúa thì sao chỉ cho chúng ta không phải chỉ dùng lời nói thôi, nhưng mà là sao cái thái độ chúng ta phải ghét, ghét cái điều gian ác. Tất cả những điều đó, đó nó mới xứng hiệp với cái sự công bình mà Đức Chúa Trời Ngài đã dùng con một của Ngài đến thế gian để chịu chết, để cứu chúng ta, để chúng ta được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được cứu, được Chúa Giêsu Ngài hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc, rửa sạch hết tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta Chúa Ngài đã chịu để chúng ta được xưng công bình. Do đó chỉ còn có một điều là chúng ta đang sống ở giữa thế gian này, chúng ta sống thì chúng ta phải nói, mà nói thì nó phải đúng, phải chân thật, phải ngay thẳng, phải tốt lành, phải thể hiện cái thái độ của mình, cái lập trường của mình là ghét điều ác, thì nó mới xứng hiệp với cái áo công bình mà Đức Chúa Trời Ngài khoác lên cho đời sống của chúng ta. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, được khoác áo công bình, nhưng mà chúng ta lại nói những điều công vẹo, những điều là sai sự thật, những điều gian ác, hoặc là còn ủng hộ sự ác nữa, thì cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã trao cho chúng ta qua con một của Ngài đó, nó phí đi. Cái sự công bình mà Chúa Ngài ban cho chúng ta đó, nó cảm thấy rằng là nó, chúng ta không có xứng đáng để nhận, bởi vì chúng ta còn sống ở trong gian ác. Kinh Thánh Ê-phê-sô thì chỉ rõ cho chúng ta một điều nữa hơn. Đôi lúc chúng ta cũng có sống ở trong cuộc đời này thì chúng ta cũng có cái sự tổn thương chứ phải không ạ? Mặc dù chúng ta đối xử tốt với người khác, nhưng mà cái kết quả của đối xử với người khác tốt đó rồi chúng ta nhận lại được thì là có cái sự ganh ghét, hay là có cái sự gian trá ở trong đó, hoặc là có cái sự lừa lọc ở trong đó. Và chính vì điều đó đó, đó là cái nguyên cớ mà làm cho ở trong lòng của chúng ta có cái sự phản ứng lại với cái kết quả mà chúng ta đã làm điều lành cho người khác. Cái đường dây của nó là chỗ này nè. Bây giờ chúng ta làm ơn cho người khác, nhưng người đó lại quên ơn, nhưng mà ngược lại là gì? Là phản bội lại, phải rồi quên ơn, rồi thù hằn, rồi ganh ghét lại với chúng ta. Và chính vì cái điều tác hại như vậy đó, chúng ta nhận được, chúng ta bị tổn thương. Và khi mà tổn thương thì sao? Dễ dàng xảy ra đến cái việc là chúng ta phản ứng lại, nói những lời dữ đối với cái người đó. Và lời của Chúa Giêsu thì Ngài chỉ rất là rõ: hãy cầu nguyện cho kẻ gì bắt bớ các ngươi. Nếu chúng ta làm lành cho người khác, giúp đỡ cho người khác, nhưng mà chúng ta nhận được kết quả từ người đó là cái sự ganh ghét, là cái sự lừa lọc, làm thiệt hại cho chúng ta, thì hãy nhớ đấy, lời dạy của Chúa Giêsu là hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29, lời Chúa chỉ cho chúng ta nữa. Lúc đó thì sao? Đừng có lời dữ nào ra từ miệng anh em. Thông thường thì con người ta dễ dàng lắm, người ta chửi mình chửi lại, người ta lừa mình lừa lại. Mình đã giúp người ta mà người ta không biết ơn, mà người ta còn phản bội lại mình thì sao? Là mình làm ngược lại. Nhưng ở đây lời của Chúa chỉ chúng ta là dễ lắm, chúng ta có thể là nói lời dữ. Lời dữ là rủa xả họ, lời dữ là chửi bới họ, lời dữ là họ nói như thế nào thì mình nói lại với họ như vậy. Nhưng mà ở đây thì lời của Chúa như là một cái mạng lệnh: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Bình thường thì chúng ta không có nói lời dữ đâu, nhưng mà khi mà chúng ta nhận được cái kết quả từ cái nơi mà chúng ta đã làm lành, làm ơn cho họ, mà họ sẽ đối đãi ngược lại với chúng ta, thì chúng ta dễ dàng xảy ra những cái lời dữ. Nhưng mà lời của Chúa, một mạng lệnh cho chúng ta đó là chớ có lời dữ nào ra miệng từ miệng anh em. Nhưng mà lúc đó thì sao? Không nói lời dữ thì nói gì vậy? Xin thưa, nhưng khi đáng nói thì hãy nói một vài lời lành và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Dù cho cái người đó là ai đi nữa, dù cho đó là một cái người mà họ đã phản bội lại mình, họ đã căm ghét mình, họ đã lừa lọc mình, họ đã vô ơn với mình, thậm chí rằng là họ làm ngược lại tất cả những gì mình đã làm. Mình làm ơn cho họ thì họ lại oán thù mình. Tốt hơn thì đừng nói. Nhưng mà nếu nói thì nói lời lành. Nói lời lành nhưng mà phải có đem lại cái lợi ích cho người đó. Có nghĩa là sao? Khuyên lơn họ, cầu nguyện cho họ. Cảm ơn Chúa là chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta được biệt riêng ra khỏi thế gian này, mặc dù chúng ta đang sống ở giữa thế gian. Ở giữa thế gian thì sao? Họ ăn nói có nhiều điều không kiểm soát được. Bởi vì sao? Thế gian thì nó gian như thế. Và chính vì điều đó, Chúa Ngài dạy cho chúng ta làm sao để bày tỏ được cái tình yêu mà Đức Chúa Trời Ngài đã yêu thương chúng ta.
Chúa yêu thương chúng ta thể nào thì chúng ta hãy yêu thương anh em chúng ta thể ấy. Hãy nhớ điều đó. Chúng ta cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Giêsu Ngài dành cho chúng ta như thế nào thì chúng ta hãy dành cái tình yêu đó cho những người chung quanh như vậy. Đó là lý thuyết, nhưng mà cụ thể thì sao? Con người ta dễ gây ra những cái chuyện bằng cách là gì? Bằng lời nói. Lời nói đó là lời nói gây gắt. Lời nói là lời nói coi như là hung bạo. Đôi lúc thì cái cường độ đó, tức là nói lớn nói nhỏ đó, nó cũng không có nói lên cái nội dung. Nhưng mà trong một cái bối cảnh nào đó, cái lời nói lớn tiếng trở nên là không tốt. Nhưng mà đôi lúc cái lời nói tiếng nói nhỏ quá đó thì cũng không tốt. Do đó từng ở trong tình huống, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong một cái cơn giận thì đừng bao giờ nói lớn tiếng. Bởi vì nếu mà chúng ta nói một cách sẵn sớm, một cách lớn tiếng, một cách là ồn ào, một cách là gay gắt thì sao? Lúc đó làm cho cái cơn thạnh nộ, làm cho cái sự bối rối, nó làm cho cái sự cãi cọ, nó tăng cái cường độ lên thôi. Chính vì lời đó, châm ngôn đoạn 15 câu 1, lời Chúa chỉ cho chúng ta là hãy có những lời đáp êm nhẹ để làm nguôi cơn giận. Hay nói cách khác là ở trong cơn giận thì đừng bao giờ nói lớn tiếng, mà hãy nói một cách nhẹ nhàng. Bởi vì á, là khi mà cơn thạnh nộ đang nổi lên, chúng ta gây gắt, chúng ta sẵn sớm để mà chúng ta nói thì giống như là lửa đang cháy mà chúng ta đổ thêm dầu vậy. Nhưng mà có một điều tốt nhất là Chúa Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Mỗi người đều có hai cái tai nhưng mà một cái miệng thôi. Do đó Chúa muốn chúng ta gì? Nghe nhiều hơn là nói. Hãy nghe, lắng nghe nhiều hơn. Nghe nhiều hơn, nói ít thôi. Nếu mà chúng ta nói hai thì phải để dành thì giờ ra nghe tới bốn lần, bởi vì hai cái lỗ tai gấp đôi cái miệng. Do đó hãy lắng tai nghe càng nhiều càng tốt. Lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19: hỡi anh em yêu dấu của tôi ơi, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe chậm nói. Hai lỗ tai lần thưa quý vị, như một cái miệng thôi. Và chúng ta được Chúa nhắc nhở là hãy nghe nhiều hơn, nghe nhanh hơn. Hãy nghe, nghe nhiều hơn. Cái nghe nhiều rồi chậm nói đó, nó đưa đến kết quả là chậm giận. Chúng ta sẽ chậm giận, không có mau giận. Và cái cơn giận nó cũng không có bùng cháy lên, bởi vì chúng ta nghe nhiều hơn là nói. Người ta nói càng nhiều thì càng vấp phạm. Nghe nhiều thì không có vấp phạm bằng nói nhiều. Nói càng nhiều thì sao? Càng vấp phạm nhiều. Nói ít, vấp phạm ít. Nhưng mà nghe nhiều thì sao? Làm cho cái sự vấp phạm nó giảm xuống. Có một điều như thế này. Lời nói đó thì cũng phát ra âm thanh. Cái tai nghe thì cũng nghe âm thanh. Lời Chúa chỉ cho chúng ta đây. Này bí quyết à. Châm ngôn đoạn 18 câu 13, lời Chúa nói rằng trả lời trước khi nghe ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy. Chưa nghe xong mà đã trả lời, biết gì đâu trả lời, phải không ạ? Và chưa nghe hết câu chuyện mà đã trả lời thì sao? Thì coi chừng bị hớ, lọt bẫy. Và cái việc mà chưa nghe xong mà đã trả lời đó thì giống như là gì? Giống như một người điên vậy đó, chưa biết gì đó đã trả lời rồi. Và cái kết quả là sẽ đem lại là cái sự hổ thẹn mắc cỡ cho chính cái người mà chưa nghe xong mà đã nói. Do đó Chúa nói là sao? Hãy lắng nghe, nghe nhiều vô từ từ rồi nói. Cái kết quả nó là như vậy đó. Chưa nghe xong mà đã nói là coi chừng là bị mắc cỡ ha. Lời Chúa ví giống như là kẻ khờ dại vậy đó, chứ phải điên, kẻ khờ dại. Trả lời trước khi nghe, đó là một sai lầm. Rồi chú ý hai lỗ tai nha, để nghe nhiều hơn nói, một cái miệng thôi nhưng mà hai lỗ tai. Rồi sao? Nghe hết đi đã rồi mới trả lời, nghe hết đi đã rồi mới nói. Đó là cái nguyên tắc để chúng ta có lời lành, để chúng ta đừng có nói lời gay gắt. Chúng ta phải nói lời khích lệ,
để chúng ta nghe được nhiều hơn, ghi nhận được nhiều hơn, rồi có cái lời lẽ chín chắn để nói. Chúa chỉ cho chúng ta cái nguyên tắc thôi, nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái chất lượng của lời nói. Nghe cho kỹ, nói cũng từ từ, nhưng mà nói những cái điều gì? Điều không chân thật, điều không ngay thẳng, điều là gây ra cái sự ấm ức cho người khác, thì điều đó là điều ác. Chính vì đó Chúa nói chúng ta là sao? Phải nói điều chân thật, không được nói những điều mà sai trái. Nhưng mà định điểm của cái sự chân thật đó là gì? Chúa để ở trong 10 điều răn. Ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 16, lời nói là Chúa nói gì? Nó đừng làm, đừng nói dối. Có sao nói vậy? Chúa Giê-xu nhắc lại, có thì nói có, không thì nói không. Đừng nói dối. Chúa rất ghét cái sự nói dối đó. Ở trong Châm Ngôn đoạn 12 câu 22, Đức Giê-hô-va rất là gớm ghiếc những lời nói giả dối. Môi miệng nói giả dối lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời rất là gớm ghiếc cái sự dối trá, giả dối qua lời nói. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái sự dối trá đó là đều đến từ ma quỷ. Bởi vì Sa-tan được mệnh danh là cha của kẻ nói dối. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật ở trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng của mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Có một điều mà tôi được rất là được nhắc nhở ở trong lời của Đức Chúa Trời, đó là điều răn cho nói dối. Và cái câu Kinh Thánh Giăng đoạn 8 câu 44 này đây, nếu chúng ta nói dối là sao? Có nghĩa rằng là chúng ta thuộc về ma quỷ. Bởi vì ma quỷ, Sa-tan đó là cha của sự nói dối. Và hơn thế nữa, Đức Chúa Trời là đấng rất là gớm ghiếc những lời nói dối trá. Không những thế, nếu mà chúng ta nói dối, chúng ta làm chứng gian, chúng ta sẽ bị hình phạt. Ở trong Ngôn đoạn 19 câu 9 nói rất là rõ, làm chứng gian thì sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt. Kẻ nào mà buông lời giả dối thì chắc chắn sẽ bị hư mất. Do đó chúng ta là người kính sợ Chúa thì chúng ta đừng nói dối. Nếu mà nói dối coi chừng bị phạt. Mà hành phạt đó là hành phạt của sự hư mất. Đó là cái sự quan trọng về lời nói, cái sự suy gẫm về phải nghe nhiều hơn là nói. Rồi bây giờ chúng ta nói thì nói gì đây? Nói những lời chúc phước là, thưa quý vị. Nhưng mà chúc phước thế nào? Chúc phước bằng cách là nói những cái điều tích cực. Tôi đã từng chia sẻ rất là nhiều trong hội thánh của Chúa trước đây ở Hòa Phú này. Thí dụ như con của chúng ta nó học được 2 điểm, toán được 2 điểm. Thay vì chúng ta nói, sao mày ngu vậy, có bài này gì không mà làm cũng không được, có được có 2 điểm à. Nguyên một tuần vừa rồi tao dạy cho mày, chỉ với mày làm bài mẫu quá chừng luôn, mà tới giờ này làm được cái 2 điểm, sao ngu quá vậy. Đó là lời nói tiêu cực. Nhưng mà nếu mà nói lời nói chúc phước là gì? Chúng ta nói, ồ cũng có một cái sự cố gắng, tốt không? Cố gắng lần sau sẽ không phải 2 điểm nữa mà hơn. Vì trước đây con làm có 1 điểm mà bây giờ là 2. Đây là một cái sự khích lệ, đây là một sự nói lên sự thật luôn. Mà trước đây có 1 điểm mà giờ được 2, được 1 lên 2 thì sẽ còn lên 3, lên 4. Yên tâm, chịu khó học không? Chịu khó làm bài tập không? Làm riết rồi quen. Đó là cái sự chúc phước đó. Và đó là cũng như là một cái lời lành đó. Bởi vì con mình nó có ngu không? Chưa, nó không phải là ngu. Mà tự nhiên cái mình nói, trời, có 2 điểm sao ngu quá vậy? Mình đã phán cho nó là người ngu rồi. Đó là mình rủa xả cho nó bằng lời nói rồi. Lời của Chúa ở trong Ngôn đoạn 11, từ câu 11 đến câu 13, nhờ người ngay thẳng chúc phước cho thì sẽ trở thành cao trọng. Ứng dụng vào trong cái điều đó đó, thưa quý vị. Chúng ta là cha, là mẹ, là ông, là bà, là anh, là chị, của những đứa con, đứa cháu của mình. Chúng ta chúc phước cho nó. Chúc phước cho nó bằng cái lời khích lệ. Giống như lúc nãy tôi nói vậy đó. Thay vì chúng ta rủa xả nó, sao ngu vậy? Chúng ta chúc phước cho nó, để lần sau thì sao? Con sẽ được 4-5 điểm trở lên nữa, tiến bộ hơn ngày hôm nay. Hôm nay làm được nhưng mà chậm, ngày mai sẽ làm được nhưng mà nhanh hơn. Và sao cũng nhờ lời chúc phước đó thì cái người mà nhận được cái lời chúc phước đó sẽ trở nên là cao trọng.
Và cái việc mà chúng ta nói những điều tích cực đối với người khác đó, có nghĩa là chúng ta đang bị rơi vào ở trong cái trường hợp đó là chúng ta khinh dễ nó. Lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 11 thì nói là kẻ nào khinh dễ người lân cận mình thiếu trí hiểu, nhưng người khôn sáng thì làm thinh. Mỗi người Chúa cho có một giai đoạn, có một thời kỳ, có một mức độ khác nhau trong cái sự hiểu biết. Do đó chúng ta thấy người khác thấp kém hơn mình và chúng ta tỏ lòng ra khinh dễ. Nhưng có người nói với tôi là mục sư ơi, tôi đâu có khinh dễ họ đâu. Nhưng mà xin thưa, chính như là cái ví dụ lúc nãy, tức là chúng ta đang khinh dễ con của mình. Sao mày ngu quá vậy? Hay là có một người bạn họ làm ăn, họ bị cái gì đó, một cái tai họa gì đó về vấn đề tài chính, họ bị thiệt hại. Mình cũng đã từng trải qua rồi, mình thấy mình khôn hơn rồi, và người ta kể cho mình nói mày dở quá, gặp tao không phải vậy đâu. Thường chúng ta có thể nói vậy phải không ạ? Nói dở quá, chuyện gì mà cũng bị lừa. Đó là cái thái độ mình khinh dễ người khác đó. Và cái thái độ khinh dễ người khác thì sao? Mình khinh dễ họ, mình nói rằng là họ dở quá, họ thiếu sự khôn ngoan, họ này. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã rủa xả họ, và chúng ta trở nên cái người gian ác, bởi vì chúng ta đã rủa xả anh em mình. Nhưng mà nếu mà người khôn sáng thì sao? Họ làm thinh. Và coi như là đó là một bài học. Và người mà kể cho mình nghe đó là họ đang dạy cho mình, để mình biết là mình tránh đó. Đó là người khôn ngoan, hãy lắng nghe, làm thinh để lắng nghe. Còn một trường hợp nữa cũng liên hệ tới lời nói. Có người khác kể cho chúng ta nghe, tâm sự cho chúng ta, nói cho chúng ta, và sau đó thì làm gì? Chúng ta kể cho người khác. Điều đó trong dân gian họ nói cái cách đó là cái gì ạ? Thèo lẻo. Tức là đem chuyện của người này để kể cho người khác nghe, đi mách lẻo. Cái trường hợp đó đó, nghe cũng dính tới nghe, cũng dính tới nói. Nhưng mà Chúa nói với cái người đó là gì? Người đó là người bất tín, người đó không có sự thành tín. Bởi vì một người mà đi thổ lộ cái chuyện riêng của mình cho người khác, có nghĩa là sao? Người ta rất là tin cậy mình, người ta mới kể cho mình nghe. Nhưng mà sau đó mình nghe xong rồi mình thèo lẻo, mình mách lẻo, mình kể lại cho người khác, tức là mình là người không có trung tín, người là bất tín. Mà người bất tín thì sao? Giống như là một người gian ác. Lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta hãy chú ý tới miệng lưỡi của mình, tới lời nói của mình, tới tấm lòng của mình, nói tới lỗ tai của mình và cái miệng của mình, sử dụng cho nó đúng đắn để đem lại lợi ích. Rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng cái miệng lưỡi của mình. Cái lưỡi nó ở trong Kinh Thánh Gia Cơ thì được ví như là một cái vật rất là nhỏ. Chúng ta thấy không, cái lưỡi ở trong cái cơ thể của chúng ta nó chiếm một cái vị trí nằm ở trong, chứ nó không phải phô ra, nằm ở trong miệng che lại, ít ai thấy được cái lưỡi. Rồi là cái khối lượng của cái lưỡi so với thân thể cũng rất là nhỏ, nhưng mà nó quan trọng. Quan trọng giống như là cái nó có một cái sức mạnh giống như lửa vậy đó. Lời nói có thể làm cho một người chết. Chỉ có một lời nói thôi, nhưng mà làm cho cả gia đình đó là lộn xộn, tan nát lên. Chỉ có một lời nói thôi, nó giống như là cái ngọn lửa có thể thiêu rụi hết cả nguyên một cái cánh rừng. Hay là một cách khác là đốt cháy cả đời người. Cũng như thế, cái lưỡi là chúng ta dùng để nói, nhất là con cái của Chúa. Dùng môi miệng của mình để làm gì? Để tôn vinh Chúa, để ca ngợi Chúa, để chúc phước cho người khác.
để cầu nguyện, để tương giao với Chúa. Cũng một cái lưỡi đó, nhưng mà vừa làm việc này và vừa làm việc kia. Như vậy thì như lúc nãy tôi nói, có xứng đáng với cái sự công bình của Chúa trao cho chúng ta không? Miệng lưỡi của chúng ta cũng là để rủa xả, miệng lưỡi chúng ta để tôn vinh Chúa. Hai điều đó nó có xứng hợp với nhau không? Chính vì điều đó Chúa nói hãy giữ lấy miệng lưỡi của chúng ta, để đừng có buông ra sự rủa xả, đừng có buông ra những lời tiêu cực, nhưng mà hãy là những lời khích lệ, những lời đem đến sự bình an, những lời đem đến sự chúc phước cho người nghe, để xứng hợp với miệng lưỡi của chúng ta để tôn vinh Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta hãy nhớ rằng cùng một cái nguồn sống ở trong đời sống của chúng ta, tức là một cái mạch sống mà Đức Chúa Trời ngày trao cho chúng ta, không thể nào mà lúc thì nó ra được trái tốt, nhưng mà lúc thì nó ra trái xấu, lúc thì ra trái ngọt mà lúc thì ra trái đắng được. Bởi vì sao? Lời nói của chúng ta sẽ bày tỏ cho mọi người biết chúng ta là ai. Lời Chúa nói rất rõ, thưa quý vị, xem trái biết cây. Nếu mà lời nói của chúng ta đó là trái, thì họ sẽ nghe những cái lời nói của chúng ta để họ biết là chúng ta có thực sự có phải là con cái của Chúa không. Nếu lời nói của chúng ta nói một đàng mà làm một nẻo, đó là nói gì? Nói dối, tức là trái cây giả. Có nghĩa là sao? Con cái Chúa giả chứ không phải thiệt. Bởi vì cái cây này sinh ra cái trái giả, nói vậy chứ không phải là vậy. Nếu chúng ta nói ra cái lời dữ thì người ta biết rằng là ồ, đây là trong cái người này là con người dữ chứ không phải là con người lành. Chúa thì lành chứ Chúa không có dữ. Do đó là khi chúng ta nói một cái lời mà đó là lời chúc phước, đó là lời khích lệ, đó là lời an ủi, đó là lời nâng đỡ, đó là lời đem tới sự hy vọng, người ta biết rằng là Chúa đang ngự ở trong lòng chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Có một thói quen đó là tôi hay cầu nguyện chúc phước cho các con của tôi, cho cháu của tôi, cho vợ của tôi, cho ngôi nhà của tôi, cho cái xe của tôi, cho cái công việc mà tôi bắt đầu đi làm trong cái buổi sáng đó, buổi ngày tối đó. Khi mà tôi khởi sự thì đó cầu nguyện chúc phước cho cái công việc đó. Đó gì? Đó là lời lành. Đó là cái trái ngọt ra từ ở trong tấm lòng của mình đến với những điều mà mình mong muốn. Và cũng như vậy tôi cầu nguyện chúc phước cho các anh chị em của Hội Thánh, cho cô Kiều, cho những người ở đây. Ở trong cái sự chúc phước đó tôi tin rằng Chúa ngài nhậm lời, Chúa ngài ban phước. Và cảm ơn Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời ngài nhắc nhở qua lời của ngài. Thứ nhất, lời nói trong ngôi miệng của mình rất là quan trọng, bởi vì là nó nếu chúng ta không kềm giữ nó, chúng ta có thể vướng vào tai họa. Nhưng mà chúng ta đã kiểm soát được đó thì sao? Chúng ta tránh đi được mọi tai vạ đến. Mà không có gì hạnh phúc hơn khi nào chúng ta tránh được tất cả mọi tai họa. Chúng ta kiểm soát được nó, không để tai họa đến với chúng ta bằng cái lời nói của mình, bằng chính lời nói của mình. Đó là một điều phước nữa. Cái điều thứ hai đó là gì? Chúng ta dùng cái lời nói của chúng ta mà đem lại cho người khác, tức là những người nghe đó, họ nhận được sự phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta qua lời nói, để những người chung quanh chúng ta ai cũng đều được phước, ai cũng đều được vui mừng, bình an, hy vọng, được khích lệ, được nâng đỡ, được vực dậy, được ban phước đó, qua lời nói của chúng ta. Và chính vì hai điều đó thì sao? Thứ nhất, chúng ta không bị tai họa. Thứ hai, chúng ta đem phước lại cho người khác. Thứ ba là gì? Đức Chúa Trời ngài rất là đẹp lòng, như lời của ông David, ông cầu nguyện hầu cho lời nói của ông, sự suy gẫm của ông ở trong lòng đều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó là ba điều mà chúng ta được học ở trong buổi sáng hôm nay. Cầu xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho chúng ta. Lời nói rất là quan trọng. Hãy nhớ tới điều đó. Kiểm soát môi lưỡi của mình để không phải bị tai họa. Dùng cái lời nói của mình để đem lại sự ban phước của Chúa cho người khác. Điều thứ ba, tất cả những điều chúng ta làm đó là kết quả để dâng cho Đức Chúa Trời và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nếu làm được điều đó thì đó là một sự phước hạnh lớn cho mỗi cuộc đời của chúng ta ở trong từ giờ trở đi. Cầu xin lời của Chúa ở cùng với quý ông bà anh chị em, ở cùng với chính mình tôi, Hội Thánh của ngài. Lời của Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Amen.